Cô chào các con. Trong bài học trực tuyến của ngày hôm nay, cô và các con tiếp tục bước vào tìm hiểu những bài học mới nhé. Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài từ lấy ở tiết 13. Các con sẽ cùng cô tìm hiểu bài học này. Ở cuối bài học sẽ có phần ghi bài. Các con nhớ ghi vào tập bài học đầy đủ. Ở bài học hôm trước, đó là bài từ ghép, các con đã làm hết bài tập chưa? Nếu chưa làm, các con nhớ bổ sung đầy đủ vào tập bài học. Đến với bài học hôm nay, trước hết chúng ta sẽ bước vào phần mục tiêu cần đạt. Yêu cầu của bài học hôm nay cần có: thứ nhất, nắm được cấu tạo của hai loại từ lấy toàn bộ và từ lấy bộ phận. Thứ hai, hiểu được cơ chế tạo nghĩa của từ lấy tiếng Việt. Thứ ba, vận dụng những hiểu biết và cấu tạo của cơ chế tạo nghĩa của từ lấy để sử dụng tốt từ lấy. Các con à, để các con hiểu rõ hơn bài học hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại kiến thức lớp 6 một xíu nhé. Các con nghe cô hỏi nè, từ thì thường có mấy loại? Từ có hai loại, đó là những loại nào? Các con nhớ không? Có hai loại, đó là từ đơn và từ phức. Vậy từ đơn là gì? Từ đơn là từ chỉ có một tiếng có nghĩa, còn từ phức là từ có hai hoặc nhiều tiếng trở lên. Và trong từ phức thì có hai loại nhỏ nữa, đó là loại nào? Đó có hai loại, đó là từ ghép và từ lấy. Vậy từ ghép là loại từ như thế nào? Từ ghép là loại từ có hai hoặc nhiều tiếng có nghĩa trở lên. Còn từ lấy là từ có hai hoặc nhiều tiếng trở lên, được cấu tạo theo một quy luật nhất định trong quan hệ ngữ âm giữa các tiếng. Như vậy, các con đã rõ hơn về từ cấu tạo từ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính của bài học hôm nay nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại từ lấy. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 41 cho cô. Các con quan sát những từ lấy trong câu văn, trích từ văn bản cuộc chia tay của những con búp bê. Có đặc điểm âm thanh gì giống nhau và khác nhau nhé? Em cắn chặt môi im lặng, bắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường. Cô cho thêm một câu thơ nữa nhé. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Trích từ bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Vậy về đặc điểm âm thanh của hai từ lấy, đăm đăm và mãi mãi, giống nhau về điều gì? Giống nhau toàn bộ về mặt âm thanh. Tiếng gốc đăm và mãi được lấy lại hoàn toàn. Như vậy, những từ lấy giống nhau toàn bộ về mặt âm thanh, lặp lại nguyên vẹn với tiếng gốc thì được gọi là loại từ lấy gì các bạn? Đó là từ lấy toàn bộ. Sau đây, cô có ví dụ tiếp theo. Các con xem có đặc điểm gì khác nhau nhé. Từ thứ nhất là từ thăm thẳm. Có sự khác nhau gì không các con? Có sự biến đổi thanh từ tiếng gốc sang tiếng lấy. Rồi, cô có những từ tiếp theo này. Bần bật, đèm đẹp, ong óc, khanh khách. Có sự biến đổi về mặt nào? Có biến đổi về mặt, đó là âm cuối. Ví dụ như bần bật, biến đổi âm cuối, đó là âm n và âm tờ. Đèm đẹp, âm m và âm pờ. Ong óc, âm ngờ và âm cờ. Khanh khách, âm nhờ và âm chờ. Như vậy, các từ lấy thăm thẳm, bần bật, đèm đẹp, ong óc, khanh khách có sự biến đổi thanh và phụ âm cuối, nhưng nghĩa của nó có thay đổi không? Nghĩa của các từ lấy này hoàn toàn không thay đổi. Như vậy thì những từ lấy giống nhau về nghĩa nhưng có sự biến đổi về thanh hoặc biến đổi về phụ âm cuối thì được gọi là từ lấy gì? Đây cũng là từ lấy toàn bộ. Các con nhớ nha. Các con thân mến, bên cạnh từ lấy toàn bộ còn có một loại từ lấy nữa. Các con hãy xem xét ví dụ sau. Cô có các từ lấy mếu máo, lằng lẽ, liêu xiêu, loảng choảng. Đầu tiên, các con xem xét cho cô các tiếng trong các từ mếu máo, lằng lẽ có bộ phận âm thanh nào giống nhau. Từ thứ nhất là mếu máo, giống nhau ở phụ âm đầu, đó là âm m.
Từ thứ hai là lặng lẽ, giống nhau ở phụ âm đầu, đó là âm L. Tiếp theo là các tiếng trong từ liêu siêu và loảng choạng có bộ phận âm thanh nào giống nhau? Ví dụ ở từ liêu siêu, chúng ta thấy giống nhau ở vần gì các bạn? À, đó là vần yêu. Còn từ loảng choạng giống nhau ở vần gì? À, vần oang. Như vậy thì giữa các tiếng chỉ giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần thì được gọi là từ lấy gì? À, đây chính là từ lấy bộ phận. Tóm lại, qua các ví dụ trên và qua phần tìm hiểu thì từ lấy có mấy loại? Từ lấy có hai loại, đó là từ lấy toàn bộ và từ lấy bộ phận. Các con nhớ học kỹ phần này ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 42 nha. Bây giờ chúng ta bước sang phần tiếp theo trong bài học hôm nay, đó là nghĩa của từ lấy. Cô có ví dụ thứ nhất. Các con hãy cho cô biết nghĩa của các từ lấy ha hà, oa oa, tích tắc và gâu gâu tạo thành do đặc điểm gì về âm thanh? À, các từ lấy trên được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa phần vần và phần âm. Ví dụ, ha hà, oa oa, gâu gâu là sự lặp lại âm thanh của tiếng, còn tích tắc là sự phối hợp âm thanh giữa phần âm, đó là âm tờ. Chúng ta tiếp tục xem xét ví dụ thứ hai. Các từ lấy trong mỗi nhóm sau đây có điểm gì chung về âm thanh và về nghĩa? Ví dụ, lý nhí, ly ti và ti hí. Thì các con thấy các từ lấy này có một nghĩa chung là đều miêu tả hình dáng, âm thanh nhỏ bé, bởi các từ lấy này đều có chung một khuôn vần, đó là vần y. Còn về đặc điểm chung âm thanh là đều lặp lại phần vần, đúng không? Cô có nhóm thứ hai là nhấp nhô, phập phồng và bập bềnh. Nghĩa chung của các từ lấy này là miêu tả hình ảnh lúc nổi lên, lúc tụt xuống. Ví dụ như bập bềnh là trôi nổi, nhấp nhô theo làn sóng, lúc dành lên, lúc tụt xuống. Còn nhấp nhô là nhô lên, tụt xuống liên tiếp và không đều nhau. Còn phập phồng là phồng lên, xẹp xuống liên tiếp. Như vậy, qua các ví dụ trên, nghĩa của từ lấy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng đó. Tuy nhiên, nghĩa của từ lấy cũng có các trường hợp sau. Cô có ví dụ. Cô có từ lấy thứ nhất, đó là từ xấu xí. Các con hãy cho cô biết nghĩa của từ lấy xấu xí với nghĩa của tiếng gốc làm cơ sở cho chúng có gì khác nhau? À, tức là nghĩa của từ xấu xí có khác với nghĩa của tiếng xấu không? À, xấu tức là bình thường, còn xấu xí là tăng mạnh cái sắc thái biểu cảm. Tương tự như vậy, nghĩa của từ đo đỏ có khác với nghĩa của tiếng đỏ không? À, đỏ tức là bình thường, còn đo đỏ là màu đỏ đã giảm đi cái sắc thái biểu cảm. Vậy, qua các ví dụ trên, ta có thể rút ra được kết luận, đó là trong trường hợp từ lấy có tiếng có nghĩa làm gốc, tức là tiếng gốc á, thì nghĩa của từ lấy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc là nhấn mạnh. Như vậy, qua phần tìm hiểu, chúng ta đã biết được nghĩa của từ lấy có những đặc điểm như thế nào. Các con nhớ học kỹ phần ghi nhớ ở sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ bài học và các con sẽ ghi vào tập. Các con nhớ ghi theo từng phần, dùng bút mực đỏ ghi tựa bài và các phần quan trọng. Ghi đầy đủ cái phần bài học hôm nay vào tập bài học. Sau khi ghi bài xong, để các con hiểu hơn về bài học hôm nay, chúng ta bước vào phần luyện tập nhé. Chúng ta sẽ làm tại chỗ bài tập số 2, 3 và 4. Để làm được các bài tập này, cô sẽ gợi ý các con như sau. Bài số 2 ở sách giáo khoa trang 43. Điền các tiếng lấy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ lấy. Cô có các tiếng gốc ló, nhỏ, nhức, khác, thấp, chếch và ách. Để làm được bài tập này thì khi điền các tiếng lấy vào, chúng ta phải hiểu nghĩa của nó. Cô lấy ví dụ. Trước tiếng ló, chúng ta có thể điền tiếng lấp là lấp ló. Rồi, nhỏ là nói về hình dáng. Thì trước tiếng nhỏ,
chúng ta có thể điền là nho nhỏ. Còn sau tiếng nhức, chúng ta có thể điền tiếng là nhức nhối. À, trước tiếng khác, chúng ta có thể điền tiếng đó là khang khác. Và trước tiếng thấp, chúng ta có thể điền đó là thâm thấp. Và trước tiếng chách, chúng ta có thể điền tiếng là chênh chách. Và trước tiếng ách, chúng ta có thể điền đó là anh ách. Vậy đã xong bài tập số 2. Bây giờ sang bài tập số 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu. Ở đây người ta cho sẵn hai từ và các con sẽ điền vào trong câu. Ví dụ, từ nhẹ nhàng và nhẹ nhõm sẽ điền vào câu A và câu B của nhóm thứ nhất. Vậy thì muốn điền được, chúng ta phải hiểu nghĩa của cái từ đó để khi điền vào câu, nó sẽ phù hợp với ngữ cảnh mà câu đưa ra. Cô lấy ví dụ ở câu A, bà mẹ chấm 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 khuyên con, thì ở câu này chúng ta nên chọn từ đó là nhẹ nhàng. Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con. Còn câu B, làm xong công việc, nó thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tương tự như thế, các con làm cho cô các câu tiếp theo trong bài tập số 3 nhé. Còn ở bài tập số 4, ở trang 43, đặt câu với mỗi từ sau: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen và nhỏ nhoi. Muốn đặt được câu thì chúng ta phải hiểu nghĩa của các từ lấy ở trong câu. Cô lấy ví dụ, nhỏ nhắn thì thường là miêu tả về hình dáng, đúng không các con? Vậy chúng ta có thể đặt câu là gì? Cô giáo em có dáng người nhỏ nhắn. Đúng rồi, đấy, tương tự như thế. Nhỏ nhặt tức là nói về tính tình. Nhỏ nhẹ nói về ăn uống hoặc nói năng. Rồi, nhỏ nhen cũng nói về tính tình. Còn nhỏ nhoi là nói về một cái sự vật rất là nhỏ, dễ thương. Đấy, như vậy thì sau khi cô hướng dẫn xong, cô hy vọng các con sẽ làm được hết bài tập và làm thêm những bài tập 1, 5, 6 vào vở bài tập nha. Các con thân mến, buổi học hôm nay mặc dù dạy trực tuyến nhưng cô đã truyền đạt rất nhiều kiến thức về bài từ lấy cho các con. Cô hy vọng các con sẽ ghi chép bài đầy đủ và làm bài tập như cô đã hướng dẫn. Và cô hy vọng ở tuần sau, bài học tiếp theo, các con sẽ được học bài tốt hơn. Cô cảm ơn các con và chào các con nhé.